Hai coi được. Hả, cứ quay đi. Đấy, quay thế này. Đúng rồi, thế này. Đúng rồi. Con này nó gọi là con gì vậy? Đại bàng đất. Đại bàng hay chim ưng? Đại bàng đất. Đại bàng đất à? Trồng cỏ ai đi. Con ấy quay cho con. Quay sang con này xem có con gì không? Con này sao? Cái dòng này thì nhất là... Ê! Không sợ được. Có gì ăn gì cả là con mổ. Nó đang cười à? Nó đang há mồm. Nó cười chứ. Đừng sao mà người nói. Thế giới động vật ấy, con đại bàng của nó thì nó phải có săn mồ, nó kinh tha con nghiêu cơ mà. Hỏi chú. Đi ở con nai con có ăn nó tha được đây thì bảo ừ. Chắc sợ là như không có gì ăn cơ, nó dễ. Ừ. Ôi bố, đấy nó đang nhầm cái tưởng cho ăn gì đấy. Đúng rồi, phải gì cho ăn cơ rồi. Thế đó. Đây là sao con này nó nhìn hết rồi. Con này đã nhảy xuống này. Bố ơi cẩn thận bố. Nó vô ơi bố. Đại bàng đấy, đục dòng đại bàng đấy. Hôm đâu bọn em đến không biết có đây. Đây xem có thức ăn của mình. Ở đâu? Nghe em ở đại bàng. Đại bàng ấy. Đâu em đến đều dòng đại bàng hết. Cổ chân, cổ chân. Dòng đại bàng hết. Em ở đây gần hơn. Nếu mà trồng một quần là cho nó ăn thôi. Nó ăn được hết. Ăn được cả đây. Ba 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 ba. Con này hiền nhỉ. Ôi bố ơi, chụp đi, bây giờ chụp cho bố kiểu. Vâng ạ. Chụp đứng thẳng đứng. Đứng thẳng. Đứng thẳng thẳng này. Rồi bố. Mấy kiểu? 5 kiểu. Rồi, thế là chú mà cứ lên lên ta lô là hành nhìn nhau rồi nhá.